Vị thứ 39, thầy Thích Thiện Ti, sinh năm 1949, tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, cư ngụ tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, hỏi một loạt 4 câu như sau. Thưa trưởng ban, tôi tu theo đạo Phật, mục đích là muốn giải thoát. Tôi học với quý vị là hòa thượng các pháp môn tu như sau. 1. Quán theo kinh Thủ Lăng Nghiêm. 2. Niệm Phật A-di-đà. 3. Trì chú theo pháp của Hòa Thượng Thiền Tê. 4. Dẹp vọng tưởng của Hòa Thượng Thích Tê Tê. 5. Tu xuất hồn theo phương pháp của Thầy Tám Lương Sĩ Hằng. 6. Tứ niệm xứ của Đại Đức Tê Tê H. 7. Bát chánh đạo của Hòa Thượng Tê N H. Và nhiều pháp môn khác. Nói rõ ra, các pháp môn nói trên tôi tu đều có đạt kết quả cả. Nhưng sự ham muốn giải thoát của tôi không sao giải thoát được. Vậy, xin trưởng ban phân tích cho tôi biết, tại sao các pháp môn nói trên là của Đức Phật dạy trong các kinh rõ ràng, mà không pháp môn nào giúp tôi giải thoát được. Xin cảm ơn. Trưởng ban trả lời cho Thầy Thích Thiện Tê. Kính thưa Thầy Thích Thiện Tê, câu hỏi của Thầy thuộc vào hàng tuyệt bí mật Phật giáo mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy nơi thế giới này. Câu hỏi của Thầy hỏi, bất cứ vị hòa thượng nào tu trong chùa hay những vị nghiên cứu đạo Phật mà có bằng tiến sĩ ở ngoài đời cũng không sao giải đáp được. Vì sao như vậy? Vì câu hỏi tuyệt bí mật này không nêu bất cứ trong các kinh điển phổ biến nơi thế giới này, mà duy nhất Như Lai chỉ truyền riêng pháp môn tu tuyệt bí mật này cho Ngài Maha Ca Diếp, để vị này truyền riêng theo dòng nguồn thiền tông thôi. Nếu vị nào may mắn đọc được sách viết về nguồn thiền tông thì mới biết được. Còn thật may mắn hơn nữa, gặp được vị thiện tri thức mà đã được truyền bí mật thiền tông rồi, thì vị này có đầy đủ những lời của Đức Phật dạy. Vị này giảng giải cho thì mới biết đường giải thoát được. Trưởng ban nói thêm, hôm nay ngày 30 tháng 11 năm 2009, tức chỉ còn một tháng nữa là tôi không đứng ra giải đáp những thắc mắc nữa. Như vậy, thầy và những vị có mặt hôm nay thật có đại phúc, nên được nghe những pháp chân thật mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy nơi thế giới này. Trưởng ban lại nói thêm, vì chỗ tuyệt bí mật đó, dù thầy có đi học hết những vị thầy, dù có danh tiếng đến đâu đi nữa, các đạo tràng tập trung cả mấy ngàn người, các vị là hòa thượng lừng danh, các chùa có danh tiếng từ đông sang tây, từ bắc xuống nam, cũng không ai dạy chỗ giải thoát này. Đây cũng có thể nói, câu giải đáp hôm nay của chúng tôi cũng là câu giải đáp cuối cùng tại chùa Thiền Tông Tân Diệu này. Mong thầy và những vị có mặt hôm nay cố gắng nghe. Trưởng ban giải thích các thắc mắc của thầy Thích Thiện Tê. 1. Về tu quán như trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, các vị thánh tu quán được thành công. Phần tu quán này Đức Phật dạy là sử dụng tâm vật lý để quán và tưởng vật chất để trước mặt. Quán từ ít ra thật nhiều, tức thầy tu theo pháp môn này để đi khoe với những người chung quanh nên không giải thoát được. Vì sao vậy? Vì thầy còn thích danh nên bị dính vào danh, nên bị danh hút cứng vào, không giải thoát được. 2. Niệm Phật A-di-đà. Thầy sử dụng tâm vật lý của thầy để mơ tưởng hình bóng của Đức Phật A-di-đà và cảnh nơi Đức Phật ấy. Khi cái mơ tưởng của thầy được thành công, thầy dính mắt vào Đức Phật A-di-đà và cảnh của Đức Phật A-di-đà. Thầy cũng dính cứng vào hình bóng ảo, nên không giải thoát được. 3. Trì chú. Thầy cũng sử dụng tâm vật lý để niệm câu thần chú như Án Mani Bát Mê Hồng. Cái thuật của câu thần chú này có 3 nguyên lý như sau. 1. Thuật rút điện từ âm dương vào tâm vật lý của thầy. Khi điện từ vào thân và tâm vật lý của thầy thật nhiều rồi, thầy liền tưởng cho khối điện từ âm dương này bung ra thật mạnh,
thì những vật chất để trước mặt thầy nó tự nhiên được văng ra thật xa. Hoặc thầy không tưởng cho bung ra mà thầy lại tưởng cho vết đau của cơ thể người nào đó hết, thì số điện từ này nó bủa vào nơi đó nên phần đau được hết mấy tháng. Còn vết thương bị trầy chảy máu, số điện từ này cũng hàn cho vết thương này không chảy ra máu nữa, vân vân. 2. Hoặc rút điện từ dương thôi để tưởng và nhìn thấy cái bóng ảo của những vị Phật mà trong các kinh đã nói. 3. Hoặc rút điện từ âm thôi để nhìn được các loài sống trong các cõi âm. Nói tóm lại, nếu thầy thành công những gì đều dính cứng vào đó nên không giải thoát được. 4. Dẹp vọng tưởng. Thầy cũng sử dụng tâm vật lý để dẹp những cái tưởng trong tánh người của thầy. Thầy nói là thầy dẹp được. Đây là lời nói của thầy không thật. Vì sao không thật? Vì Đức Phật có dạy rõ như sau: cái vọng tưởng là cái tự nhiên trong mỗi tánh người. Nếu người nào tu theo đạo của Như Lai mà sử dụng tâm vật lý để dẹp nó, khác nào nấu cát mà muốn thành cơm vậy. 5. Tu xuất hồn. Thầy nói thầy tu xuất hồn được, thầy chưa rõ hồn của mỗi con người là gì. Cái hồn mà của nhiều người nói hiện nay, đây là sản phẩm của ba hạng người như sau. A. Những người có đầu óc tưởng tượng phong phú, họ tưởng tượng ra để lường gạt những người khờ khạo mà tham lam, để lấy tiền những người này. B. Ý tưởng của những người bình dân. C. Cái tưởng tượng của những người không học hoặc kém học, vân vân. Trưởng ban giải thích rõ phần xuất hồn như sau. Trong mỗi con người được cấu tạo bằng 3 phần. 1. Tứ đại là đất, nước, gió, lửa. 2. Tánh người là 16 thứ, trong đó có cái tưởng là mạnh nhất. 3. Nghiệp là cá biệt của mỗi người do vỏ bọc của điện từ âm dương bao lại. Khối nghiệp của mỗi con người nó nằm gọn trong đó. 4. Điện từ âm dương là loại điện từ di chuyển đa chiều như phải qua trái, trái qua phải, trong ra ngoài, ngoài vào trong, trên xuống dưới, dưới lên trên, vân vân. 5. Bên tận cùng vỏ bọc tánh người có tánh Phật. Cái tánh Phật này được bao bọc bởi cái vỏ bọc rất nhỏ bằng điện từ quang. Chính điện từ quang này là sự sống của mỗi cá nhân, gồm Phật tánh nằm trong vỏ bọc của điện từ quang. Trong vỏ bọc của điện từ quang này có cái ý hằng thấy, nghe, nói và biết. Thân người là duyên hợp của tứ đại. Tánh người là vỏ bọc cấu tạo bằng điện từ âm dương để duy trì hình tướng của thân người. Trong tánh người có 16 thứ. Ngoài cái vỏ bọc tánh người có đến 84.000 những ảo giác nữa. Tổng thể của một con người là do tổng nghiệp của người đó tạo ra từ vô lượng kiếp trước. Thầy nói thầy dụng công tu xuất hồn ra ngoài thân của thầy mà thầy thấy một cách hết sức rõ ràng. Vậy cái hồn đó là gì? Thầy Tích Thiện Tê trầm ngâm một hồi lâu mà không trả lời, nên trưởng ban nói: cái hồn mà thầy thấy đó, nó là cái bóng hồn do cái tâm vật lý của thầy tưởng tượng ra đó. Trưởng ban hỏi thầy Tê: vì sao có thành tựu cái bóng hồn mà thầy đã thấy? Trưởng ban nói rõ: trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật có dạy pháp môn tưởng tượng này như sau. Tánh của mỗi con người có đến 16 thứ. Bên ngoài tánh người, nó lại bị bao phủ bởi 84.000 những thứ ảo giác nữa. Vì vậy, khi thầy dụng công để cho cái tưởng của tánh người trong thân thầy xuất hiện ra cái hồn. Cái hồn này là do thầy dụng công niêm mật, nên cái ảo giác bóng hồn này nó mới hiện ra. Đức Phật dạy, ý trong tánh Phật thấy, cái hay thấy này nó phải xuyên qua vỏ bọc của tánh Phật. Nó không thấy được tánh Phật, mà những gì nó thấy được
là cái bóng ảo bên ngoài. Đức Phật có dạy rõ, mỗi con người sử dụng căn thấy. Cái thấy không thể nào thấy con mắt được, mà nó chỉ thấy cảnh vật bên ngoài, hoặc là cái bóng cảnh vật mà thôi. 6. Tu tứ niệm xứ. Tu nhớ từng phần bốn thứ như sau. Nhớ đất, nước, gió, lửa trong thân của mỗi con người. Nhớ thọ, tưởng, hành, thức của mỗi con người. Các phần nói trên phải nhớ thật rõ ràng và tường tận, mà trong danh từ chuyên môn trong nhà Phật gọi là tuệ tri. Phần tu tứ niệm xứ này ở thế gian gọi là hoài niệm chuyện xưa. Vì sao họ phải hoài niệm? Vì lúc này không có chuyện gì làm, họ rảnh nên phải nhớ thời quá khứ, không dính dáng gì đến giải thoát cả. 7. Tu bát chánh đạo. Lúc nào cũng ngồi dụng công nhớ 8 thứ chánh của một con người. 8 thứ chánh là gì? Là thấy, nghe, nói, chạm, nhớ, rõ và biết. Tất cả 8 thứ trên phải tự nhiên thanh tịnh, không được dụng công. Nếu thầy biết pháp môn này thật chính xác thì thầy chỉ tu một căn thôi mới giải thoát được. Pháp môn này Đức Phật có dạy trong kinh Thủ Lăng Nghiêm mà mười phương chư Phật đã dạy ngài A Nan Đà. Mười phương chư Phật dạy như sau: Này ông A Nan Đà, ông muốn trở về bể tánh thanh tịnh, ông chỉ cần tu một trong 6 căn của ông, chớ ở thế giới này không có pháp môn nào khác. Còn thầy không biết rõ lời của Đức Phật dạy, ông dụng công tu bát chánh đạo để có thành tựu trong vật lý, rồi đi dạy người khác để kiếm danh và tiền, thì muôn đời không giải thoát được. Nghe trưởng ban giải thích 7 câu hỏi của mình quá tuyệt, nên thầy Thích Thiện Tê hỏi thêm 2 câu nữa. Như vậy, chúng tôi muốn giải thoát phải tu làm sao? Thầy chúng tôi dạy pháp trần là cái nhớ những chuyện đã qua, có đúng như vậy không? Trưởng ban trả lời tiếp: 1. Thầy muốn tu giải thoát, trước hết phải hiểu căn bản như dưới đây thì mới tu giải thoát được. Trong tánh của mỗi con người có đến 16 thứ, mà 16 thứ của tánh người nó lại bị bao phủ bởi 84.000 những thứ ảo giác nữa. Nên thầy cũng như bao nhiêu người khác không khi nào biết đường giải thoát được. Không biết thì làm sao biết đường ra? Vì chỗ cực kỳ quá khó này, nên chúng tôi xin lấy việc tu xuất hồn của thầy để làm căn bản giải thích cho thầy rõ. Như thầy dụng công ngồi tu, thầy tưởng tượng ra cái ảo hồn trong tánh người của thầy xuất ra. Khi thầy dụng công tu được niêm mật rồi, thì những cái ảo giác đang bao phủ tánh người của thầy tụ hội lại thành hình thể của một khối, giống như thân thể của thầy vậy. Thầy cho đó là cái hồn của thầy. Thầy cho nó xuất ra ngoài thân thì cái hồn ảo này sẽ xuất ra ngoài. Còn việc hồn ra ngoài lâu hay mau là do sử dụng công tu tưởng của thầy. Chúng tôi xin nói rõ, thầy Tám Lương Sĩ Hằng, thầy sử dụng cái ảo tưởng mà trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật dạy cho những vị thánh thích tu có chứng và có đắc, nên thầy Tám tưởng ra cái hồn để dạy nhiều người. Vì vậy, pháp môn mà thầy Tám chế ra đó rất được nhiều người thích nên đến tu. Vào năm 1973, chúng tôi cũng có đến nhà thầy ở đường Nguyễn Biểu, quận 5, dụng công tu theo pháp môn thầy dạy và cũng được thành công. Nhưng đây chỉ là pháp tưởng để cho vui thôi, giống như những anh Sơn Đông mãi võ vậy. 2. Sư phụ thầy dạy pháp trần là cái bóng dáng nhớ lại. Không phải, thầy phải hiểu chữ pháp trần như sau thì mới đúng được. Chữ pháp là tiếng nói, còn trần là thật nhỏ. Vì vậy, Đức Phật gọi vật nhỏ nhất là vi trần. Hiện nay chúng ta gọi là nguyên tử. Đức Phật gọi tiếng nói nhỏ nhất là pháp trần.
nó ở đâu? Là tiếng nói thật nhỏ ở đầu tiếng nói. Trong kinh, Đức Phật gọi tiếng nói thật nhỏ này là tâm niệm. Thầy Thích Thiện Tê lại hỏi, trưởng ban nói pháp môn giải thoát là pháp môn tuyệt bí mật mà Đức Phật dạy nơi thế giới này. Vì sao tuyệt bí mật như vậy? Trưởng ban trả lời, vì đây là pháp môn 10.000 người nghe, chưa chắc có một người thực hành được. Do đó, Đức Phật xếp pháp môn giải thoát này là pháp môn tuyệt bí mật của Ngài dạy. Đức Phật có dạy cho những người đời sau, khi vị nào có đại phúc may mắn nhận được mạch nguồn thiền tông, tuyệt đối không nói cho bốn hạng người như dưới đây nghe. 1. Ham danh, ham lợi và thích địa vị. 2. Ham thần quyền và thích thần linh. 3. Thích những lý luận trên trời dưới đất. 4. Thích làm tôi tớ cho kẻ khác. Vì bốn phần dạy của Đức Phật nói trên, đáng lý ra chúng tôi không nói pháp môn giải thoát này cho thầy nghe. Nhưng vì thầy được bác sĩ Trịnh Hồng Thắng là vị đã được truyền bí mật thiền tông giới thiệu, hơn nữa hiện tại hội này đã có đến 6 vị được truyền thiền, do vậy chúng tôi đành phải nói pháp môn tuyệt bí mật này cho thầy và những người có mặt nơi đây biết. Trưởng ban nói, Đức Phật dạy các ông phải hiểu nguyên lý như sau thì mới mong giải thoát ra ngoài sự cuốn hút của vật lý trần gian này được. Thứ nhất, tánh người là do vỏ bọc của điện từ âm dương lúc nào cũng hoạt động để duy trì tánh người, mà Phật tánh ở trong đó. Thứ hai, các ông muốn tu giải thoát, duy nhất chỉ có một phương pháp là các ông đừng sử dụng bất cứ thứ gì trong tánh người, mà các ông phải tập làm sao khi thấy, nghe, nói và biết. Phải thấy, nghe, nói và biết bằng các tánh tự nhiên của ý. Khi được thuần thục thì tánh Phật sẽ được rơi vào trung tâm vận hành luân hồi. Khi vào đây được rồi thì điện từ quang mới hút tánh Phật của các ông ra ngoài vỏ bọc của tánh người, thì các ông mới trở về bể tánh thanh tịnh được. Thứ ba, nghe nói rất dễ nhưng khó vô cùng, bởi các điều như sau. 1. Các ông đang bị cái vỏ bọc của tánh người bao lại. Trong cái vỏ bọc này, nó chứa quá nhiều những chuyện tốt, xấu mà các ông đã tạo ra nơi tánh người và trong tam giới. Cái vỏ bọc này gọi là kho tổng nghiệp. Cái kho tổng nghiệp càng chứa nhiều bao nhiêu thì lực hút luân hồi của âm dương càng mạnh bấy nhiêu. Do vậy, các ông không thể nào vào được trung tâm vận hành luân hồi. Người nào muốn thoát ra ngoài vòng luân hồi của loài người, duy nhất phải vào được trung tâm vận hành này mới thoát ra được. Muốn vào trung tâm vận hành luân hồi phải có hai điều. Điều một, tâm vật lý của người đó phải tự nhiên thanh tịnh và hằng tri. Điều hai, người đó phải biết tạo ra công đức ít hoặc nhiều. Tại sao các ông phải thực hành như vậy? Vì tâm các ông được tự nhiên thanh tịnh, tức không có cái suy nghĩ của vọng thức, nên trong tâm vật lý của các ông không phát ra những chông gai, nên vòng quét của điện từ âm dương quét qua tâm vật lý của các ông không có gì để nó quét kéo đi theo dòng luân hồi. Nếu tập được thuần thục như vậy thì tâm vật lý của các ông rất nhẹ nhàng, như đứng yên một chỗ. Chính chỗ đứng yên mà thanh tịnh này, nó tự động được rơi vào trung tâm vận hành luân hồi. Nhưng khi đến đây cũng chưa được thoát ra ngoài vòng cuốn hút của vật lý âm dương. Vì sao vậy? Vì nó thiếu lực rơi. Lực rơi ấy là gì? Là thứ công đức để chứa trong vỏ bọc của Phật tánh. Công đức này được chia làm 3 phần như sau. Phần 1, ai tạo ra công đức ít là tạo ra hạt nhân để cho điện từ quang hút qua cửa hải triều âm
vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh. Phần 2. Ai tạo ra công đức thật nhiều? Tự số công đức này được chứa đầy trong vỏ bọc của Phật tánh rồi. Khi trong vỏ bọc Phật tánh quá nhiều công đức, thì vỏ bọc bằng âm dương của tánh người không thể chịu nổi số công đức trong vỏ bọc của tánh Phật, nên vỏ bọc bằng âm dương của tánh người tự động phải mở ra. Vị nào thực hiện được phần thứ hai này, muốn sống trong vỏ bọc của tánh người cũng được, hay trở về bể tánh thanh tịnh Phật tánh cũng được, hoặc muốn đi chu du nơi nào cũng được. Phần 3. Khi tánh Phật được điện từ quang hút qua cửa hải triều âm, hoặc tánh Phật được tự tại đi qua cửa hải triều âm, còn vỏ bọc tánh người không qua được, nên nó phải đi theo vòng luân hồi của tánh người để tiếp nhận chúng sinh khác từ cõi trên xuống hoặc từ cõi dưới trồi lên. Đức Phật dạy rõ phước đức và công đức. 1. Người tạo ra phước đức là để hưởng, nên phải đi theo dòng luân hồi để hưởng phước đức của mình đã tạo ra. 2. Người tạo ra công đức để đi vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh, thì số công đức này biến thể là pháp thân thanh tịnh. Như Lai dạy vượt cửa hải triều âm, đến đây ngã rẽ hai đường, tánh người lục đạo, ý về vô sanh. Thiền thanh phải hiểu cho rành, công đức vào bể, phước quanh luân hồi. Căn cứ vào bốn câu kệ của Đức Phật dạy, nếu ai tạo được công đức và biết pháp môn thanh tịnh thiền thì mới giải thoát được. Thầy Thích Thiện Tê hỏi câu sau cùng: người tu niệm Phật mà thấy được Đức Phật A-di-đà, khi Đức Phật A-di-đà rước người tu niệm này về nước của Ngài ở, có ở được không? Trưởng ban trả lời: không được. Vì sao vậy? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy: vị nào muốn vào sống nơi cảnh giới mười phương chư Phật ở, thì tại loài người, người đó phải tập sống thuần thục trong thanh tịnh của chính tâm vật lý của mình. Khi vào được bể tánh thanh tịnh Phật tánh thì mới dễ dàng hòa nhập được. Còn vị nào đó sử dụng tâm vật lý của mình để cầu mong đến sống. 1. Cảnh giới của Đức Phật A-di-đà là cảnh giới phải đi làm việc liên tục trong các cảnh vui chơi. Giống như ở thế giới này, người sống nơi khu vui chơi vậy, có ai vui chơi hoài mà không thấy chán? 2. Còn cảnh giới mười phương chư Phật ở là cảnh giới thanh tịnh. Người vào trong cảnh giới này mà sử dụng cái tâm cầu mong của vật lý thì không vào được. Vì sao vậy? Vì tâm vật lý là do tứ đại duyên hợp lại mới có, tức nó là chuyển hóa. Sự sống trong bể tánh thanh tịnh Phật tánh là bằng điện từ quang. Vì vậy, cái tâm vật lý không vào trong bể tánh thanh tịnh Phật tánh được. Người muốn vào trong bể tánh thanh tịnh Phật tánh sống ở thế giới loài người phải tập sống bằng cái tánh Phật của chính mình. Khi thuần thục thì mới vào sống được. Thầy Thích Thiện Tê nghe trưởng ban giải đáp tất cả những câu hỏi của mình, thầy hết sức vui mừng và cảm ơn trưởng ban.